Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem trước, hãng SQM đăng ký bản quyền một cái chiếc xe máy mới cạnh tranh với Honda ADV 160. Mặc dù thông tin chi tiết về cái mẫu tay ga này chưa được công bố, tuy nhiên có thấy dự đoán một cái mẫu xe của SQM hoàn toàn mới vừa được đăng ký bản quyền về kiểu dáng công nghiệp tại thị trường Việt Nam, chính là cái dòng SQM MMBCU 2022. Mới đây, dữ liệu cập nhật từ cổng sổ ký tại Việt Nam vừa hé lộ một thông tin mới. Hình ảnh về một cái dòng tay ga địa hình hoàn toàn mới, rục rịch được hãng xe máy SQM ra mắt tại thị trường Việt Nam. Theo đó, tại cái công báo sổ cái công nghiệp số 416 vừa được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cập nhật cho chúng ta thấy, thương hiệu xe máy đến từ hãng SQM vừa đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp một cái dòng xe tay ga hoàn toàn mới. Hình ảnh được đăng tải về một cái tập tài liệu hé lộ một cái dòng tay ga của hãng SQM số chứng minh kiểu dáng thiết kế mạnh mẽ, đầy cơ bắp. Thông tin về một cái dòng tay ga SQM MMBCU 2022 được đăng ký bản quyền ở Việt Nam hoàn toàn mới. Mặc dù thông tin chi tiết về cái mẫu xe này vẫn chưa được công bố, tuy nhiên chúng ta dự đoán cái mẫu xe của SQM mới vừa được đăng ký bản quyền có một kiểu dáng công nghiệp Việt Nam chính là cái chiếc SQM MMBCU 2022. Mẫu xe này hiện được phân phối thị trường Đài Loan từ hồi tháng 8 năm 2022. Mức giá bán rơi vào khoảng 110.000 Tân Đại tệ, tương đương khoảng là 85 triệu Việt Nam đồng. Về mặt thiết kế, phần đầu trước chiếc xe nó bật với cụm đèn pha LED đặt giữa, kết hợp hai đèn định vị nằm ngang trên hốc cho hai bên. Trong khi phía sau, cái cụm hậu có thiết kế khá đơn giản, chỉ có cái phần đèn dạng đôi và cái phần về chân bùn tách rời. Chiếc xe được trang bị một cái cụm đồng hồ dạng chữ số. Ngay phía dưới tay lái là hốc chứa đồ nhỏ, đi cùng với nắp bình xăng, dung tích hốc đựng đồ lên tới là 28 lít. Cái mẫu tay ga mới SQM MMBCU được trang bị cho mình cái bộ phục ống lồng bánh trước và một cái giảm sốc đơn đặt phía sau. Cái hai bánh đều được trang bị là phanh đĩa đơn, đi cùng hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kinh đến từ Bosch, cung cấp sức mạnh cho cái chiếc SQM MMBCU 2022. Là một có động cơ xăng đơn, dung tích 158cc, làm mát bằng dung dịch, kết hợp cùng chiếc hộp số CVT, hệ thống kiểm soát đổng đường TCS. Hệ thống chi tiết về cái mặt thông số chạy bộ men sẵn thì chưa được phía hãng SQM công bố. Với việc đăng ký bản quyền kiểu dáng ở cục sổ ký tại Việt Nam, nhiều khả năng SQM sẽ tung ra cái mẫu SQM MMBCU ra mắt thị trường Việt Nam trong thời gian là đầu năm 2023. Nếu được mở bán chính hãng, đây hãng sẽ là thuộc cạnh tranh trực tiếp của cái chiếc Honda ADV 160 và phiên bản cũng vừa mới ra mắt Opera SA City 200 2022. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này để kế tiếp, nhớ like, subscribe.